nay đến nhà của anh Long ở Ngũ Hiệp các bạn ơi. Là thì nay anh có kêu bán cái gốc mai. Giờ anh em mà muốn liên hệ với anh là liên hệ số nào anh? Số điện thoại là của Long là 0348481139. Thì cái số điện thoại á, với cái địa chỉ mình có để trên màn hình á, anh em nào mà cảm thấy mà ưng ý gốc mai này thích hợp á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với ảnh. Còn giá cả thì chút xíu ảnh sẽ báo giá cho anh em. Cảm thấy ok thì anh em mình đến nhau bạn ơi. Rồi giờ bắt đầu mình vô mình quay chi tiết cho anh em xem là cái gốc mai này nó như thế nào nha. Đo đầu hành ha. Dạ. Vậy đo sát đây nha. Dạ. Đo ba vòng đi. Ba vòng. Đây. Là 99 đi. 99. Rồi anh đo cái cổ trên anh. Cổ trên chỗ này ha. Cổ đó đi. Đây. Hơn 95 miếng. Là 95. Đây đúng không? Thôi khỏi anh được rồi. Gốc mai này là nhiêu cánh anh? 5 cánh. 5 cánh ha. Hay xưa 5 cánh. Mà gốc mai này đó giờ trồng khoảng nhiêu năm anh? Cái này chắc khoảng 100 năm mấy năm. 100 năm mấy tuổi. Tại lúc trước thì ba mua thì là người ta về người ta nói cả 100 năm rồi, tới ba nữa nay nữa chắc 100 năm mấy năm. Từ ở ngoài đây mà nếu mình ra mình đo cái bán kính của cái tàn, bán kính là tức nghĩa là nửa bên anh. Là nó khoảng mấy mét? Gần 5 mét, 4 mét 7. Vậy là nếu mà chu vi của nó lên nằm khoảng 8 mét mấy, 9 mét ha. Chiều cao ước độ khoảng nhiêu anh? Chiều cao ước độ là phải chắc gần 5 mét. Là cái này hồi xưa là có bứng rồi ha, có bứng rồi mình đem gì đây ha? Bứng rồi, giờ 2 lần rồi đó. Như em thấy cái đây là mình lắp đất hơi cao, cái bộ đế nó chưa ra hả anh? Dạ bộ đế này nó có dưới nhưng mà nó đều, bộ đế là bảo đảm là đều, tay bộ đế tay bự bự bắp tay không, nhưng mà mình lắp á thời gian không có nuôi á. Thì nếu mà bà con nào mà yêu thích có duyên với cây mai á thì xuống tận vườn rồi mình coi xem xét. Rồi mình xem đế rồi. Cái da này là do nó già quá ha. Dạ rồi, cũng không biết, mới năm nay tự nhiên sao nó bốc vậy đó. Mới năm nay luôn á, đầu năm tới nay tự nhiên bốc ra là nó lột da nó già nó. Hình như nó muốn chắc không biết là lột da hay là già hay nó lên xù mình cũng không biết được. Bởi bà con thấy thực tế rồi xuống. Như cái này mà anh em xuống coi có ngồi đấy được không anh? Có ngồi đấy luôn. Cho anh ngồi cho ngồi đấy luôn ha. Ngồi đấy tự do. Chứ nói bà con cứ xuống mà mình lấy thì mình cho ngồi đấy mình tham khảo mà. Bán thì vừa là được vừa lòng thì được quá, là cứ mình được người bán được người mua là cứ thoải mái. Xuống thì mình đã mua bỏ tiền luôn mà, số tiền cũng đâu có là nhỏ, thì mình cứ đào xem gốc xem, tại vì nó mình cũng chôn đó. Bây giờ thời gian làm thì nói chung là... Cái gốc này là nếu mà anh em nào ưng ý giá ra khoảng nhiêu anh Long? Có bớt gì cho anh em ở xa này xôi gì không anh? Thì nếu mà anh em xuống thì cái giá 800 đó thì cũng còn, nếu mà tương thức cái tại chỗ đó thì cũng còn tương lượng để cho anh em cái tiền chi phí. Có giảm giá cho anh em ở xa. Chi phí cho anh em ở xa. Thì đó, giảm giá chi phí cho anh em ở xa đó. Cái này mình nhìn ở xa thì mình tưởng nó bị mục, nhưng thật ra nhìn lại gần nó bình thường nha. Nó cũng bình thường, anh em nhìn thấy kỹ. Cố gắng quay chi tiết cho anh em xem. Được giá thì anh em cứ liên hệ với anh Long, số điện thoại em cứ để trên màn hình nè. Này là gốc này hơn 100 năm phải không anh? Dạ hơn 100 năm, nói chung hơn từng trăm năm mấy năm. Cái gốc này như em thấy là còn như có uống rồi phải không anh? Uống, này là mình sửa nên là cái bộ tàn nó chậm á. Dạ. Tay chân nó là mình sửa nay là nhiều năm rồi. Mai này là chuẩn 5 cánh luôn anh? Chuẩn 5 cánh. Nói chung là mình bao cây ghiên á. Cây là con tháp không vậy á. Cây là... Nói chung ảnh mua bán cũng dễ, anh em nào mà có thật sự muốn mua thì cứ xuống tận vườn đi. Và cái đế này ảnh cho anh em moi lên thoải mái. Tại vì mình nghĩ nếu mà cái đế, cái hoành này á,
Mình đo trên này là gần trăm đó, là nếu mà đo dưới là có thể nó hơn hơn nhiều. Đây, nhà này là nhà của em. Tàng thấy cũng khá lớn nha bạn, khá đều. Chốt này nãy anh kêu là kêu bằng dán gì anh? Dán phu thê, phu thê tử. Phu thê tử ha. À, à, vừa có vợ chồng có đứa con luôn ha. À. Quá đồng. Đây tên cổ luôn. Là 58. 58. Rồi anh, ok. Cúc qua cúc mai này sao em thấy cái lá nó dài quá anh. Dài hơn không? Dài hơn cái mai này cũng 5 cánh luôn anh. 5 cánh luôn. Mai nó cũng 5 cánh. Tại đây là cây có được che lấp được tàn. Từ dưới gốc lên anh khoảng nó độ khoảng nhiêu anh? Cái này chắc cũng phải 4 m, 4 m rưỡi. Mà thấy nó bán kính tàn cho chẳng bán cái tàn cái này chắc cũng khoảng 3 m thôi. Bán kính là nửa bên nè. Nửa bên nè. Mét mấy? 3 m, 3 m mấy nè. Bên kia nó chắc 2 m rưỡi á. Thì nói chung là giờ người ta mua một gốc anh cũng bán, mà hai gốc thì chứ ờ à, đúng rồi, để cho anh em dễ. Nhiều khi có nhiều người thì người ta bán hai gốc, bán chung tới bán một gốc, mua gốc nào bán nấy. Dạ. Cây này là đế lết, đế thú, nhưng mà chôn rồi. Là đế nó chôn đúng không anh? Đúng, đế chôn nhưng mà đế thú, đế lết qua tới đây này luôn. Dạ dạ. Cái này nó cũng chỉnh sửa sơ rồi hả anh Long? Cái này là sửa hết á, mình cũng có sửa tay dảo được, cũng đi mấy nước rồi đó em ơi. Dạ. Đi cũng 4 năm nước rồi. Cái này nếu mà anh được giá khoảng nhiêu anh ra anh Long? 75 triệu em ơi. 75 triệu ha. Ờ. Bông cũng 5 cánh, nó cũng lớn lắm. Bông cây đó thì bông chùm á. Bông chùm ha. Bông chùm. Còn cây này là thường ha. Cây này thì nó cũng thường. Tức là cây số 3 anh em ơi. Cây này thì anh em nào mà đam mê thì cứ điện thoại cho ảnh, giá cả thì thương lượng nha các bạn. Hoành Thanh 53. 53. Cây này nó cũng chạm cây kia cũng cỡ 4 mét mấy anh. Ờ chắc này có 4 mét mấy, 4 mét đi, cho 4 mét đi. Cây này cũng 5 cánh luôn anh. 5 cánh. Nói chung mai em là 5 cánh. Để ta làm. Thấy cái này nụ nó cũng khá là lớn nha bạn. Bông nghĩ bông nó bự. Bông này bự không anh? Bự. Nói chung là anh thì lúc trước thì bông mình làm thì mình sửa nó ít để bông đó. Dạ. Thì xong rồi xả dảo anh đi, nói chung là cũng đi làm vậy đó. Tết dạ. Về thì thấy nó bông nó cũng được bự. Anh thấy bông trên ngọn kẹo hết trơn. Cái này cũng qua chỉnh sửa luôn ha anh. Qua chỉnh sửa hết rồi nhưng mà xả rồi, nó mới có được nước một. Dạ. Rồi xả dây. Nói chung là mấy cái này cũng đã qua chỉnh sửa hết qua rồi. Qua chỉnh sửa hết rồi. Còn cái đế thì bị chôn dưới đất anh. À. Anh em nào mà quan tâm thì cứ đến đi. Ảnh rất là dễ. Anh em cứ xem thoải mái. Anh em thì được giá thì mình đến nhau thôi.